Lời Bác Hồ dạy ngày này năm xưa, ngày 19 tháng 9, các vua hùng đã có công dựng nước, bác cháu ta phải cùng nhau giữ lấy nước. Đây là lời của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong buổi nói chuyện với cán bộ, chiến sĩ đại đoàn quân tiên phong, sư đoàn 308 sẽ quân đoàn 1 chuẩn bị về tiếp quản thủ đô Hà Nội. Sau thắng lợi của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược, Bác Hồ với Trung ương Đảng, Chính phủ, Quốc hội, Mặt trận và các đoàn thể từ thủ đô gió ngàn việc bắt trở về tiếp quản thủ đô Hà Nội do chính quyền Pháp bàn giao theo hiệp định Geneva 1954 về định chiến ở Đông Dương. Sáng ngày 19 tháng 9 năm 1954, sau khi tham quan khu di tích Đền Hùng, Bác Hồ đã gặp mặt, căn dặn và giao nhiệm vụ cho cán bộ, chiến sĩ đại đoàn quân tiên phong về tiếp quản thủ đô tại đền giếng trong khu di tích Đền Hùng, thuộc núi Nghĩa Lĩnh, xã Hy Cương, huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ. Bác giảng giải nhiều điều và người căn dặn, các vua hùng đã có công dựng nước, bác cháu ta phải cùng nhau giữ lấy nước. Làm theo lời bác, dưới sự lãnh đạo sáng suốt và tài tình của đảng, cách mạng Việt Nam đã vượt qua bão thử thách, cam go dành hết thắng lợi này đến thắng lợi khác như những mốc son trói lọi trong lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc ngày nay đất nước ta đang trên đà đổi mới và không ngừng phát triển tuy nhiên các thế lực thù địch vẫn không từ bỏ âm mưu thủ đoạn chống phá cách mạng nước ta khắc đi lời bác dạy năm xưa toàn đảng toàn dân toàn quân quyết tâm bảo vệ vững chắc tổ quốc việt nam và xây dựng thành công chủ nghĩa xã hội vì mục tiêu dân giàu nước mạnh dân chủ công bằng văn minh học tập và làm theo lời bác hồ dạy trải qua hơn 70 năm xây dựng chiến đấu và trưởng thành dưới sự lãnh đạo, giáo dục, rèn luyện của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh, quân đội nhân dân Việt Nam không ngừng lớn mạnh, lập nhiều chiến công hiển hách, xứng đáng là lực lượng nòng cốt của nền quốc phòng toàn dân, chiến tranh nhân dân trong sự nghiệp giải phóng dân tộc trước đây, cũng như xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa ngày nay. Quân đội luôn là lực lượng chính trị, lực lượng chiến đấu trung thành, tin cậy của Đảng, nhà nước và nhân dân. Cán bộ, chiến sĩ toàn quân làm theo lời bác dạy với quyết tâm và trách nhiệm chính trị cao, với tinh thần quyết chiến, quyết thắng. Ý chí tự lực, tự cường, chủ động, sáng tạo, vượt qua mọi khó khăn, thử thách, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, bảo vệ Đảng, nhà nước, nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa. Như lời Bác căn dặn năm xưa. Nội dung video đến đây là hết, xin cảm ơn các đồng chí, mọi người đã theo dõi, hẹn gặp lại các đồng chí, mọi người nội dung ngày tiếp theo. Các mọi người yêu quý các chú bộ đội thì hãy đăng ký kênh, tiếp theo nhấn vào nút thông báo để nhận được video các chú bộ đội đăng lên sớm nhất. Và khi xem video mọi người thấy hình ngón tay cái chỉ lên trên thì bấm vào. Và đừng quên viết những bình luận của mình để các chú bộ đội có động lực làm những nội dung hay hơn nhé. Mọi người muốn chú làm nội dung gì thì hãy bình luận phía dưới video. Các chú bộ đội cảm ơn. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người. Bộ đội nay xin chào tất cả mọi người.